Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị, an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 9 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, theo tin tức từ CCTV của Trung Quốc cho biết, do lượng mưa lớn liên tục, đoạn An Khang của sông Hàn, Trung Quốc đã trải qua trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Đường phố ở nhiều khu vực của tỉnh Thiểm Tây bị ngập lụt và lượng mưa cũng lớn gây sạt lở đất và giao thông tê liệt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây đã chuyển và sơ tán 5.093 hộ gia đình với tổng số 12.966 người. Sáng sớm ngày thứ Tư vừa qua, do lượng mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lưu lượng dòng chảy xả ra của nhà máy thủy điện Suhe, nơi có thành phố Suyang, An Khang, Thiểm Tây, đạt 8.000 mét khối mỗi giây. Tổng cộng 42 trạm khí tượng ở thành phố An Khang cho thấy lượng mưa vượt quá 70mm vào ngày thứ Tư và lượng mưa tích lũy tối đa đạt 108,8mm. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Tư, tổng cộng 12.966 người đã được sơ tán khỏi thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây. Lượng mưa lớn liên tục khiến ngọn núi ở khu vực Xixiang của thành phố Hán Trung và khu Tây Dương của thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụp đổ. Nền đường ở thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún và sạt lở tạo thành hố sâu, khiến giao thông đường bộ bị gián đoạn. Nhiều phương tiện bị rơi xuống hố, may mắn thay không có báo cáo thương vong. Vừa qua, một đoạn video về lũ lụt bùng phát ở các sa mạc lớn ở Tân Cương và Nội Mông đã được đăng tải trên mạng Internet. Nhiều người than thở về điềm báo ngày tận thế. Vì sa mạc ở phía Bắc Trung Quốc liên tục hứng chịu lũ lụt và hồ Poyang ở phía Nam khô cạn. Năm nay, hiếm khi xảy ra hiện tượng nhiệt độ cao và hạn hán ở miền Nam Trung Quốc, đồng thời vùng hạ lưu sông Dương Tử và hồ Poyang gần như khô hạn. Sa mạc lớn phía Bắc bị ngập lụt bởi những trận mưa xối xả. Cư dân mạng than thở rằng đó là điềm báo về sự tuyệt chủng của ngày tận thế và chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã tàn phá môi trường. Một cư dân mạng Tân Cương đã đăng một đoạn video lên mạng xã hội cho thấy thời tiết hôm đó nắng đẹp nhưng một dòng nước đục đang chảy trên sa mạc. Cư dân mạng giải thích rằng do tuyết ở dãy núi Côn Lôn tan chảy và có thể có mưa lớn trên núi nên lũ quét hình thành và dồn dập tuôn ra khỏi núi và lũ lụt hiếm khi xảy ra trên sa mạc. Cùng ngày mưa lớn đã đổ xuống Nội Mông. Nhiều cư dân mạng địa phương đã đăng video trên Weibo ngạc nhiên rằng đại sa mạc thực sự đang mưa rất lớn. Những video này cho thấy sa mạc Ansa, sa mạc Muus và sa mạc Kubuki ở Nội Mông đều đang mưa rất lớn. Một số cư dân mạng đã chia sẻ đoạn video cho thấy gần hồ Tianchi ở sa mạc Ansa, do trận mưa lớn gây ra lũ lụt, mặt đất bị bao phủ bởi một đại dương mênh mông và lũ lụt màu vàng đang tràn về. Ngoài ra, nhiều nơi ở vùng Altai, Tân Cương đã xảy ra đợt tuyết rơi đầu tiên ngay sau khi bước vào mùa thu. Độ dày của tuyết ở một số khu vực vượt quá 10cm và nhiệt độ xuống âm 4 độ C sớm hơn một tháng so với các năm trước. Cùng thời điểm với những đợt mưa lớn liên tục gây ngập úng ở miền Bắc, cùng kỳ các năm trước ở miền Nam năm nay tiếp tục nắng nóng và khô hạn. Ngoài ra, diện tích nước của hồ Đông Kinh đã giảm 60%. Mặt nước của hồ Poyang đã co lại thành một con kênh dài và hẹp như tia chớp, đáy hồ biến thành thảm cỏ xanh mướt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng đặt câu hỏi, miền Nam cực kỳ nóng và khô, còn miền Bắc thì ngập trong những cơn mưa xối xả. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới? Có cư dân mạng Trung Quốc còn bình luận đầy ẩn ý. Trời đã đổi, thế giới cũng đổi, thế kỷ rồi vẫn chưa thay đổi được tình thế. Trên Twitter ở nước ngoài, nhiều cư dân mạng thoải mái lên tiếng. Cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chống trời, chống đất trong nhiều thập kỷ, hủy hoại môi trường sinh thái và gây ra thiên tai thường xuyên như hiện nay. Năm nay, đại lục hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng hiếm có trong thế kỷ. Cư dân mạng mới đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng một trận động đất lớn kéo dài theo một trận hạn hán lớn. Năm 1972, Geng-Kyu-gu đưa ra phương pháp dự báo thời kỳ trọng tâm về các trận động đất lớn liên quan đến động đất khô. Geng-Kyu-gu dự đoán trận động đất Hangchai năm 1975, đặc biệt là trận động đất Đường Sơn năm 1976. Năm 1980, ông đã xuất bản cuốn sách chuyên khảo mối quan hệ giữa hạn hán và động đất của Trung Quốc. Ví dụ đáng chú ý nhất là trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên năm 2006-2007 và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Đại lục năm nay cực kỳ nóng. Cư dân mạng gần đây đã lan truyền thuyết động đất hạn hán rằng sẽ có một trận động đất lớn sau một đợt hạn hán lớn. Lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là rất quan trọng.
không nhiều người biết về lý thuyết này, nhưng nó không phải là người báo động. Theo Bách Khoa Toàn Thư, người đưa ra lý thuyết về mối quan hệ giữa hạn hán và động đất là Geng Thiên Vu. Ông là một nhà địa chất của Cục Quản lý Động đất Nhà nước. Khi ông nghiên cứu mối quan hệ giữa động đất và khí tượng học, ông đã phát hiện ra rằng tâm chấn của một trận động đất lớn từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trước trận động đất từ 1 đến 10 phút. Trong 3 năm, vùng này thường là vùng khô hạn, diện tích vùng khô hạn càng lớn thì độ lớn của trận động đất càng lớn. Nếu động đất xảy ra vào năm thứ 3 sau đợt hạn hán, cường độ sẽ lớn hơn năm thứ nhất. Geng Thiên Vu, quê ở Bắc Kinh, ông hiện là Phó Giám đốc Ủy ban chuyên môn dự báo thiên tai của Hiệp hội Địa vật lý Trung Quốc, đồng thời là cố vấn khoa học của chương trình toàn cầu của Liên Hợp Quốc về quản lý và giảm nhẹ thiên tai. Geng Thiên Vu giải thích tại sao động đất xảy ra sau hạn hán, mà nguyên nhân trực tiếp của động đất là sự giải phóng ứng suất bên trong của lớp vỏ một cách tập trung. Tuy tốc độ giải phóng ứng suất rất ngắn nhưng thời gian ủ động đất rất dài. Trong quá trình ủ động đất không chỉ có các quá trình cơ học mà cũng như các quá trình nhiệt, điện và từ khác nhau và các phản ứng hóa học vật lý. Trong quá trình này, năng lượng khổng lồ được giải phóng có thể gây ra những thay đổi bất thường ở tầng khí quyển thấp hơn. Trong thời gian xảy ra trận động đất lớn, do sự gia tăng của nhiệt địa, nhiệt mặt đất xuất hiện khô và nóng, điều này sẽ làm giảm đáng kể hàm lượng hơi nước trong không khí và giảm độ ẩm, sẽ làm cho các đám mây khó hình thành. Việc không có mây che phủ cho phép mặt trời chiếu trực tiếp xuống mặt đất, điều này càng làm trầm trọng thêm tình trạng khô hạn. Theo lý thuyết của ông, không phải hạn hán gây ra động đất mà là những thay đổi địa chất đặc biệt ở khu vực động đất từ 1 đến 3 năm trước trận động đất lớn, làm tăng nhiệt độ mặt đất và hình thành một vùng áp suất cao đặc biệt, làm thay đổi cục bộ môi trường khí hậu khó xảy ra mưa nên hay xảy ra hạn hán. Nghiên cứu của Geng Thiên Vu cho thấy từ năm 1956 đến năm 1971 có 46 khu vực khô cằn trên cả nước, trong đó có 39 khu vực khô hạn phải hứng chịu các trận động đất mạnh từ 6 độ Richter trở lên trong vòng 1 đến 3 năm sau thảm họa và khả năng xảy ra một trận động đất lớn sau một trận động đất lớn trước đó. Hạn hán cao tới 84,8% thì chỉ 15,2% các khu vực khô cằn không trải qua các trận động đất lớn trong vòng 3 năm sau thảm họa. Geng Thiên Vu chỉ ra rằng trong mối quan hệ giữa hạn hán và động đất không giống như hạn hán trong nông nghiệp. Trong nông nghiệp, thiếu lượng mưa trong thời kỳ sinh trưởng của cây trồng dẫn đến giảm sản lượng ngũ cốc được gọi là hạn hán. Tuy nhiên, hạn hán trong mối quan hệ hạn hán động đất là hạn hán nghiêm trọng, kéo dài trên diện rộng và khu vực bị phá vỡ giá trị lượng mưa thấp nhất trong nhiều năm là một tín hiệu rõ ràng để xác định vùng có nguy cơ động đất. Geng Thiên Vu cũng trích dẫn một số ví dụ gần đây. Ví dụ năm 1972, miền Bắc Trung Quốc phải hứng chịu một trận hạn hán nghiêm trọng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Kết quả là trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở Hà Thành, Liêu Ninh vào năm 1975 và trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra ở Đường Sơn vào năm 1976. Năm 1972, một trận hạn hán nghiêm trọng xảy ra ở khu vực Tây Nam. Năm 1973, một trận động đất 7,9 độ Richter xảy ra ở Lô Hô, Tứ Xuyên. Năm 1974, một trận động đất 7,1 độ Richter xảy ra ở Giao Tông, Vân Nam. Nếu các ví dụ trên không đủ rõ ràng, đã có một trận hạn hán nghiêm trọng ở Tứ Xuyên vào năm 2006, 2007 và sau đó là trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008. Năm 2006, Tứ Xuyên và Trùng Khánh của Trung Quốc bị hạn hán nghiêm trọng. Một số khu vực bị hạn hán cả thế kỷ mới có một lần. Nhiệt độ ở một số khu vực nhiều lần vượt ngưỡng trên 40 độ, thậm chí có nơi còn cao tới 44 độ. Đáng sợ hơn là đợt hạn hán này kéo dài đến năm 2007. Vào ngày 12 tháng 5 năm 2008, một trận động đất mạnh 8 độ Richter đã xảy ra ở Vân Xuyên. Lần này đang diễn ra một đợt hạn hán quy mô lớn ở Trung Quốc và liệu có xảy ra một trận động đất lớn trong vòng 1-3 năm tới hay không? Là điều đáng được quan tâm. Những ngày gần đây, Lu Media bận rộn lên tiếng bác bỏ tin đồn. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.